Nóng ghê. Quân Híp, em có đôi dép đỏ đẹp thế. Vâng, em mới mua anh ạ. Dép em hơi quý đấy. Dép quý anh ạ. Cho anh xem một tí thôi. Cẩn thận nhá. Dép này có vẻ êm ấy nhở. Ai à? À, mình sẽ cho cái rác kia vào thùng mới được. Anh Gấu Đỏ, dép quý em. Anh Gấu Đỏ buồn cười thật đấy. Rác thì mình phải nhặt đàng hoàng rồi vứt vào thùng rác chứ. Anh ấy chả cẩn thận gì cả. Thời tiết hôm nay nóng thật đấy các bạn ạ. Anh Gấu Đỏ, anh có sao không? Chắc tự nhiên em lại ngồi cái này. Ngồi cái này. Nào để em kéo. Hà Sam, Quân Híp, bọn em có tất cả mấy hoa tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 hoa tay anh ạ. Ôi, Hà Sam, cậu có 1 hoa tay à? Thế cậu có hơn tớ có 1 cái. Tớ thì không có cái nào. Thì hóa ra là toàn có 0 với lại 1 hoa tay thôi à? Thế thì bây giờ anh em mình thi tô tượng xem là ai tô đẹp hơn không? Ô, được luôn. Em thích tô tượng nhất đấy. Em tuy không có cái hoa tay nào nhưng mà tô tượng đỉnh cao luôn. Thế thì bây giờ anh em mình đi mua tượng rồi tô thôi. Đi thôi. Các bạn ơi, bọn mình đã mua rất nhiều tượng về rồi các bạn ơi. Từ cho anh Gấu Đỏ, tượng này dễ vỡ lắm. 3 bức tượng cho 3 người anh Gấu Đỏ ơi. Anh sẽ tô tượng này luôn. Tượng này là tượng Spider-Man. Người nhà em này các bạn ơi. Đây là cái gì nhỉ? Đây là Doraemon. Doraemon à? Doraemon gì mà mặc áo này? Đây là con mèo chứ không phải Doraemon đâu các bạn ơi. À, con mèo. Thì đúng rồi, Doraemon là con mèo mà. Đây là mèo này Quân Híp và Sam ơi. Anh Gấu Đỏ ơi, rõ ràng là có tận 3 người mà anh mua có 2 hộp màu. Chúng mình dùng 2 hộp màu thôi, dùng chung đỡ lãng phí hả Sam ạ? À, em biết rồi. Các bạn ơi, đây là cái bút này, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Mình sẽ thử màu xem nhá. Thử một chút màu xanh này. Wow, lên màu rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Anh Gấu Đỏ, tay em mà, không phải giấy đâu. Quân Híp ơi, anh em mình lâu lắm rồi không bắt tay nhỉ? Bắt tay chúc mừng năm mới cái nào. Bắt tay. Chúc mừng năm mới nhá. Anh Gấu Đỏ. Quân Híp. Các bạn ơi, tô màu phải hết sức cẩn thận để không ra tay bẩn lắm các bạn ạ. Nhưng mà bớt lát nữa mình sẽ rửa sạch tay nhá. Spider-Man. PYROMEN. Mình sẽ tô cái tượng này đẹp nhất. Spider-Man. Ý tay chân lên ạ. Quân Híp và Sam, ai tô vào chân anh màu hồng thế này? Hà Sam đang tô công chúa tóc vàng các bạn ạ. Tóc này có vẻ hơi ngắn Hà Sam nhỉ? À đâu, tóc dài cho tận đây đúng không Hà Sam ơi? Thôi anh đừng có sờ, không công chúa của em lại hỏng mất đấy. Tí nữa tay như này mà sờ vào cái mặt như này thành công chúa lọ lem luôn các bạn nhỉ? Còn đây là Quân Híp đang tô cái gì đây? Cái mũ màu xanh đây à? Uầy, chất chơi đấy, ăn chơi. Còn đây là Gấu Đỏ các bạn ơi, đang tô Spider-Man. Bộ quần áo màu đỏ và cái gì đây nhỉ? Cái mặt nạ màu đỏ luôn. Rồi, Rồi, nhìn có triển vọng không các bạn? Có triển vọng đẹp nhất không? Kính đen như thế này thì đi ra đường nhìn thấy cái gì hả Quân Híp? Kính đen đâu để mắt anh ạ. Đấy, mắt để mũi này. Đây là mắt á? Mắt gì mà to như thế này? Anh tưởng đây là cái kính, như một cái kính, hai cái kính, và đây là cái gọng kính này này, cái đỏ đỏ trên đây này. Đây là mũi này. Mũi ở dưới này chứ. Mũi là cái tròn tròn to to này. Cái trên là cái gì? Cái ở trên đâu đây à? Mũi. Thế con này hai mũi à? Ơi các bạn ơi, nhìn Quân Híp này. Mình bảo đây là cái kính nha, còn đây là cái gọng kính này. Nếu mà Quân Híp tô thành cái mũi hết các bạn ạ. Hai cái mũi Quân Híp ở đây là mắt. Mình vẫn đang tô cho đôi giày bóng bẩy của Spider-Man của mình các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy đẹp không? Quân Híp uống đi, Quân Híp ơi, chặt cái này. Đây là cái nước mà chúng mình dùng để rửa cái bút này các bạn ạ. Wow, nhưng mà công nhận bây giờ nó giống trà Thái thật đấy nhờ. Tê tang, xong rồi. Ui, anh Gấu Đỏ với Hà Sam còn đâu đã xong. Làm rớt. Im cho em ngủ. Anh có làm gì em đâu. Quân Híp, công ty thế nào đây? Chảy máu cam rồi. Vì chảy máu cam rồi anh Gấu Đỏ. Đây nhiều máu quá. Đi rửa đi Quân Híp ơi. Ê, sạch rồi anh Gấu Đỏ ơi. Sạch rồi à Quân Híp? Nhưng mà chảy máu mà chả thấy đau mũi gì anh nhở? Quân Híp, tớ phô cậu một bí mật này. Đấy là anh Gấu Đỏ, anh ấy lấy màu đỏ xong bôi vào tay lúc cậu đang ngủ ấy. Anh Gấu Đỏ, anh trốn em à. Tí nữa thì ném cái này các bạn ạ. Các bạn ơi, thế là chúng mình đã hoàn thành 3 bức tượng của chúng mình rồi các bạn ơi. Của Hà Sam này một cô gái rất là xinh xắn, công chúa tóc vàng. Còn đây là người nhện này các bạn ơi, siêu anh hùng. Còn đây là cũng không biết là rõ con gì các bạn. Mèo. Rồi, tay bọn em có bản không? Tay em đây. Tay Hà Sam cũng bản đấy. Tay Quân Híp của em cũng bản này. Thế còn tay anh Gấu Đỏ đâu? Tay anh ơi. Tay của anh Gấu Đỏ bản đây là bản luôn ý. Thôi tôi Quân Híp ơi, cậu ngừng lại đi. Nghe tiếng cậu kêu mà tớ sởn cả da gà luôn các bạn ơi. Đang cười Quân Híp. Các bạn ơi, đây chính là tác phẩm mèo của Doraemon à không, mèo của Quân Híp các bạn à. Một con mèo cực kỳ dễ thương, nhưng mà dưới bàn tay tài hoa tô tô vẽ vẽ của Quân Híp thì nó trở nên xấu xí. Đây là con mèo Doraemon đột biến các bạn ạ. Các bạn ơi, nếu mà mèo Doraemon kia nhìn rất dễ thương thì mèo này cảm giác rất là siêu ngầu các bạn nhá. Mèo này như kiểu là đeo kính xem bói này các bạn này. Rồi dâu thì cũng rồi, bên này thì có 5 cây dâu mà bên này chỉ có 3 cái râu thôi, chứng tỏ là kiểu như là phát triển lệch ấy các bạn. Có phải đâu, lười tắm quá tôi bị ghẻ rụng hết lông rồi. Rồi ok, và ui các bạn ơi, đội mũ gọi là mũ quân đội nè các bạn nè. Thế nhưng mà Quân Híp có thấy rất là lạ nha, đằng trước thì có áo mà đằng sau thì không có áo gì cả. Trời, Quân Híp ạ. Đằng sau là cởi chân. Cởi chân đâu, đây là yếm. Yếm, mèo này mặc yếm các bạn ơi. Không mặc quần áo mà lại còn mặc yếm nữa cơ. Wow, ui ôi. Mèo này mặt rất là ngầu luôn các bạn ơi. Mình tạm thời là chấm Doraemon này 10 điểm 5 điểm thôi các bạn ơi. Và điểm của Quân Híp là số báo danh là 01 sẽ đúng được 5 điểm các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ nhận xét người nhẹ Superman của anh Gấu Đỏ. Spider-Man này. Cái chỗ này sao anh không tô hết à? Đâu? Đây, chỗ trắng trắng này. Cái trắng trắng này có phải là người thân cùng vào cái người này đâu. Đây là những cái người ta làm thừa đâu Quân Híp ạ. Làm thừa. Rồi, người nhẹ bộ quần áo đỏ đen. Rồi, và có con nhện là giữa ngực. Oai không? Oai. Khá là giống với lại hình mẫu đây Quân Híp ạ. Tôi cũng nhận xét là được khoảng tầm 70% thôi. 70%? Đúng rồi. Đúng rồi, mới lại tôi thấy ấy. Đấy. Nhiều chỗ như tay chân rồi, này nhìn này làm hơi bị nhem nhuốc ấy. Hơi thừa, hơi nhem nhuốc. Tại người ta làm tượng xấu rồi. Tượng xấu rồi, nó cũng không đào lên tớ tô đấy đấy. Không phải đâu, tại anh tô xấu thì có. Đúng rồi. Mới cả ngực nước này, tay à. Cũng là kiểu da dáng Superman, Spider-Man. Spider-Man. Rồi, quay vòng vào sau. Đúng là siêu anh hùng. 2, 3. Ôi giời ơi, được. Cả đằng trước, cả đằng sau đúng không các bạn? Các bạn ơi, nhìn đằng trước thì lực lưỡng mà nhìn đằng sau như kiểu là teo cơ ấy. Teo rồi. Nhìn là hơi bị gầy gò yếu các bạn ạ. Đấy. Mình sẽ chấm cho anh Gấu Đỏ 7 điểm. 7 điểm đúng rồi, 7 điểm. Còn đây là một cô gái rất là trinh các bạn ạ. Công chúa. Mỗi tội là công chúa này mũi hơi nhỏ các bạn ạ. Mũi đi một tí thế này à Sam. Đây, tí thôi. Anh ơi, anh nhìn mũi em mà xem bé như thế này thì công chúa của em mũi nó cũng phải bé chứ. Rồi, thế còn Hà Sam ơi, nhìn tổng thể thì cái bức tượng này cũng được. Đẹp. Màu váy thì rất là nhẵn nhụi, có Hà Sam là tô không bị nhăm nhuốc giống mình đâu các bạn. Váy đẹp này, mặt đẹp này, tóc đẹp này, mắt đẹp này. Mắt bên này có lông trắng, mắt bên này không có lông trắng. Mắt này có lông trắng, mắt này không có này Hà Sam ơi. Anh ơi, các bạn nhìn thấy không? Hai mắt này đều không có lông trắng hết anh nhá. Cười tít mắt như thế này lấy đâu lông trắng. Mồm thì hơi rộng. Cười mồm phải rộng chứ anh ơi. Thế còn cái này là cái gì đây Hà Sam ơi? Đúng không? Anh tưởng đây là tóc nhưng không phải là tóc à? Anh ơi, cái này gọi là cánh bướm anh ạ. Tiên thì mới có cánh bướm anh ạ. Tiếp vừa bảo đây là công chúa, bên này thì phải tiên rồi. Công chúa tiên. Rồi chấm cho 9,5 các bạn nhá. Điều của mình cao nhất các bạn ơi. Các bạn ơi, vậy là 3 bức tượng của chúng mình đã hoàn thành và chấm điểm rồi các bạn ạ. Hà Sam được điểm cao nhất 9,5. Mình được 7 điểm các bạn nhá. Còn mình được 5 điểm. Đây là chúng mình chấm khách quan thôi. Còn các bạn nhớ chấm điểm cho chúng mình nữa xem là ai là người chiến thắng các bạn nhá. Vâng. Tạm ra là Hà Sam đang chiến thắng. Và video